lên làm những cái hạt như này này, sau em phơi xong em bóc lấy hạt em rang xay thành cà phê uống luôn. Khi mà mọi người cắm hoa vào Tết thì mọi người luôn muốn có một cái gì đó nó đặc biệt hơn so với năm ngoái. Thì mọi người đã quá quen thuộc với đào, mai hoặc là quất hoặc là các loại hoa khác. Nhưng mà chính vì vậy cho nên là cắm hoa bằng cành cà phê, thứ nhất là vì trái cà phê nó rất là chịu mọng, thì mọi người rất là thích đầu năm cắm những cái quả mà có nhiều màu sắc và nó chịu mọng. Cho nên là đây là một cái sản phẩm mà mình nghĩ rằng sẽ nó có rất là nhiều những cái ưu điểm độc đáo và mới lạ để mọi người trưng hoa vào dịp Tết. Khách hàng thì rất là yêu thích những sản phẩm cành cà phê bởi vì nó rất là độc đáo và lạ, thích đến mức mà rất là nhiều nơi xa như là Hà Nội hoặc là miền Trung họ đều muốn là có thể ship bằng máy bay đến cho họ để họ có thể tự cắm, bởi vì những nơi đó không hoàn toàn không có cành cà phê. Mình mua chở chừng 10 cành, với lại mình cũng sẽ kết hợp với những cái bông khác nữa. Mình mua cành cà phê để trang trí nhà thôi, tại vì thấy nó cũng rất là độc đáo, nó lạ. Thành ra là mình muốn chọn cái gì đó mà khi khách vào khách nhìn, sao mà nó hay quá, sao mà nó độc đáo quá, tại sao lại chọn này, thì mình có cơ hội để mình nói về cái cành hoa, cái cành cà phê này cho mọi người biết nữa.